Trong One Drunk Korean Hồng Sâm, kính chúc quý vị cùng gia đình và bạn bè một mùa Tết Trung Thu khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị đang theo dõi đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay Kim Anh hân hạnh đón chào anh Quang đến từ công ty nhân sâm đại hàng rất nổi tiếng, Trong Quang Trang Chinsen. Hi Wayne, can you introduce yourself to the audience? Of course. Hello everybody, my name is Wayne. I'm a product representative from Chengguanzhang Jingseng, and I'm very happy to be here. Thank you. Hi Wayne, like me and a lot of people know there are so many kinds of ginseng out there. Yes. But I always buy Chengguanzhang product for my parents. Thank you very much. But can you tell more details so the audience feel more confident why they have to put, you know, choose Chengguanzhang out of other ginseng brand? Of course. So the very first thing is Chengguanzhang is the oldest red ginseng brand, and it's also the biggest one in the world. It was established in 1899, so it's been in business for more than 100 years. And we have about 70% of the market share within South Korea alone. Wow. And in addition to that, you know, I think the really good thing about Chengguanzhang is that it's a vertically integrated company. What that means is everything from picking the soil to grow the ginseng, all the way to making the other products and, you know, packaging and marketing, Chengguanzhang does everything. And in addition to that, Chengguanzhang really cares a lot about research and development. You know, we devote 2% of our annual profit to research and development. So we are able to produce all kinds of products, not just for men and not just for grown men. It's also for women and for children or for people that are older. You know, we really try to take care of everybody's health, you know, because we believe that if we bring health to our customers, they will be able to really enjoy their lives and also face all their challenges. And in addition to that, you know, we really care about the product, the quality control. We have in a total about 297 tests on the soil that we grow the ginseng in to the final product to do the final testing. We really try to make sure that every step of the way we give the best to our customers. So almost 300 tests. Almost 300 tests. Wow, throughout, that's a lot. Yeah, from the seeds of a ginseng all the way to, let's say, the products that you see today here. Thưa quý vị, như anh Quang mới vừa trình bày là từ cái công đoạn mà gieo hạt ginseng cho tới công đoạn mà ra sản phẩm thì cái công ty trong Quang Trang này phải qua gần cả 300 cái test. Và cái ginseng trong Quang Trang này là đạt tiêu chuẩn là 6 năm, là công ty người ta sẽ ra trực tiếp tới những cái người mà trồng trọt để mà giám định coi thử cái ginseng này có chất lượng đúng tiêu chuẩn hay không, thì lúc đó người ta mới mang về và sản xuất ra. Hi Wang, so is there anything about like the research development and how do your company like put money into research every year? Yes, actually, yeah, I mentioned earlier that, you know, I have to say, like, Chengguanzhang is the biggest ginseng company in Korea. We have about $1 billion worth of, you know, sales every year in Korea alone. And from that, you know, we take about 2% from the profit and we reinvest that into our R&D so we can make sure that we really bring the best innovations to everybody. And like how many researchers in your company may ask? Yes. So, and you know, because of how much we care about R&D, you know, we have more than 100 PhD level as well as master's level researchers that really constantly, you know, look into how to increase the saponins in our red ginseng and how to create the best products for our customers. Thưa quý vị, anh Chen trình bày là công ty Chengguanzhang Ginseng này có hơn 100 nhà nghiên cứu để mà tìm ra những cái ích lợi của cái chất quan trọng nhất trong ginseng, đó là saponin, để cho sản phẩm Chengguanzhang Ginseng càng ngày càng tiến bộ vượt bậc hơn. Đồng thời là công ty mỗi năm là trích ra 2% từ cái lợi nhuận của mình để mà liên tục đầu tư phát triển các sản phẩm mỗi ngày một tốt hơn. Và không những vậy, anh Quang trình bày một cái ý mà Kim Anh thấy rất là quan trọng, đó là cái ginseng này không những là tốt cho người già không, mà ngay cả người trẻ như Kim Anh cũng như là công ty có những cái sản phẩm ginseng dành cho em bé. Đó là điều Kim Anh rất là ngạc nhiên. Và
thank you so much for being here today. Thank you so much. And if there's any special promotion, so me as well as audience can buy today? Yes. So for the Moon Festival, if you buy any one of our promotional items, the first one at full price, but the second one you get a 50% off. Thưa quý vị, anh trình bày là công ty đang có cái chương trình khuyến mại đặc biệt, đó là mua một sản phẩm thì sản phẩm thứ hai sẽ được nửa giá. Và chương trình này chỉ kéo dài đến ngày 15 tháng 10 mà thôi. Xin quý vị hãy nhanh tay gọi về số điện thoại đó là 562-860-2323, 562-860-2323 để mua được hồng sâm tốt nhất của đại hàng của hãng Zhongguancheng Jinsen. Thank you for being here today, Wang. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị.